Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ hai, ngày 12 tháng 8 có những nội dung đáng chú ý. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy. Giao Ban Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Cách làm hay nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ thôn Thị Trung, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm. Chuẩn bị cơ sở vật chất năm học mới tại các xã sáp nhập của huyện Ân Thi. Một số nhà vườn tại xã Phương Triểu, thành phố Hưng Yên xảy ra hiện tượng nhãn quả rụng bất thường sau khi phun thuốc bảo vệ thực vật. Chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 36 CTTVK ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. 5 năm qua, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức xã hội, các địa phương đã tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, hàng nghìn bài viết và nhiều cuộc thi tập huấn, phát tờ rơi về công tác phòng chống các loại ma túy. Qua đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân đã nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong phòng chống ma túy, tích cực tham gia công tác tuyên truyền và đấu tranh phòng chống, công tác kiểm soát và quản lý các loại chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất. Phát hiện việc trồng trái phép cây có chứa chất ma túy đã có nhiều chuyển biến tích cực, qua đó tạo điều kiện giúp công an tỉnh, đơn vị thường trực trong tổ chức thực hiện chỉ thị đã tích cực đấu tranh phát hiện, bắt giữ 2.187 vụ, 2.900 đối tượng, thu giữ nhiều heroin, ma túy tổng hợp, cần sa. Qua cái kinh nghiệm thực tiễn thì chúng tôi cũng thấy rằng là nơi nào sự vào cuộc tích cực của tổ chức đảng và chính quyền các cấp thì nơi đó cái kết quả đạt được sẽ hiệu quả cao. Và qua đó để chúng tôi tham mưu cho Ủy ban tổ chức triển khai chỉ đạo có hiệu quả các cái nội dung nhiệm vụ được giao trong việc thực hiện chỉ thị số 36, phát huy vai trò nòng cốt đấu tranh đối với tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng, trong đó là tập trung các cái biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội kết hợp với đấu tranh phòng chống tội phạm để triển khai thực hiện có hiệu quả đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.200 người nghiện, trong đó số người nghiện ngoài xã hội là 646 người, số người nghiện đang được quản lý trong trại tạm giam là hơn 300 người, cơ sở điều trị nghiện ma túy của tỉnh là 285 người, có 139 trên 161 xã phường thị trấn không có tệ nạn ma túy, chiếm 83,6%. Huyện Kim Động là một trong những điển hình trong công tác phòng chống ma túy, trong đó nổi bật là đề án địa bàn không có ma túy được triển khai năm 2023 và mô hình 4 cộng hỗ trợ giúp đỡ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Chỉ có lực lượng công an không thôi thì họ rất vất vả mà hiệu quả chưa đạt được. Mà cả hệ thống chính trị và của mỗi gia đình, mỗi người dân phải vào cuộc quyết liệt, phối hợp giữa nhà trường và gia đình, xã hội thì mới làm được tốt cái việc này. Chính vì thế mà cái nhận thức trong mỗi người dân thì phải có cái sự tuyên truyền bằng nhiều phương pháp, hình thức, cách thức. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh những tác hại của ma túy đối với đời sống xã hội, sức khỏe con người và nguy hiểm hơn là nguyên nhân gây ra nhiều vi phạm pháp luật khác, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Đồng thời lưu ý, Hưng Yên là địa bàn giáp danh với Hà Nội và nằm trong khu vực tam giác kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Hải Phòng, Quảng Ninh. Trong sự phát triển hiện tại của tỉnh, phải huy động nguồn lực lớn từ ngoại tỉnh, trong đó có nhiều lao động tự do từ các tỉnh Tây Bắc. Vì thế, số đối tượng nghiện ma túy ngoài xã hội có thể vẫn sẽ có nguy cơ cao với nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi, liều lĩnh, gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh, phát sinh tội phạm. Thế là ngay sau hội nghị này, những đề nghị là các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức đoàn thể nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm trong đấu tranh phòng chống ma túy, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án chuyển hóa xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không có ma túy giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030, quản lý chặt chẽ các tuyến, địa bàn, lĩnh vực và các đối tượng về ma túy, đánh trúng vào các đường dây, ổ nhóm, tội phạm, thường xuyên rà soát, quản lý và kiểm tra hoạt động các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an toàn trật tự, các căn hộ chung cư, rồi căn hộ cho thuê tại các khu đô thị, các nhà hàng, các quán bar, v.v. nhằm phát hiện và xử lý nghiêm việc tổ chức và sử dụng ma túy trái phép, kiểm tra, rà soát, phát hiện và xử lý việc trồng các cây có chất ma túy, có biện pháp quản lý chặt chẽ đối với người nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện ma túy sau cai nghiện, xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù và ưu tiên tăng cường nguồn lực trong công tác phòng chống và kiểm soát ma túy, góp phần tạo môi trường lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân đã được các cấp khen thưởng do có thành tích thực hiện chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp các thành viên để xem xét, cho ý kiến về nội dung dự thảo các tờ trình, dự thảo nghị quyết để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp, cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố. Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Sở Giao thông Vận tải đề nghị ban hành quy định hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô trong đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh bãi bỏ một phần quyết định số 66 năm 2021 ngày 4 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về tổ chức lại Ban Quản lý Dự án Đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thành Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông trực thuộc Sở Giao thông Vận tải. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông trực thuộc Sở Giao thông Vận tải. Sở Y tế trình dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh bãi bỏ một phần quyết định số 23 năm 2019 ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh hợp nhất Phòng khám Quản lý Sức khỏe và Viện Điều dưỡng Phục hồi Chức năng Cán bộ tỉnh trực thuộc Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ tỉnh thành Trung tâm Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ tỉnh Hưng Yên và chuyển giao về trực thuộc Sở Y tế quản lý. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ tỉnh Hưng Yên trực thuộc Sở Y tế. Sở Kế hoạch và Đầu tư trình đề nghị ban hành nghị quyết và quyết định bãi bỏ hai văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về việc tổ chức và những nội dung trên. Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhất trí với đề nghị ban hành quy định hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô trong đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đối với dự thảo về tổ chức lại Ban Quản lý Dự án Đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thành Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông trực thuộc Sở Giao thông Vận tải. Đề nghị Sở Giao thông Vận tải căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông trực thuộc Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định sửa đổi bổ sung. Sở Y tế tiếp thu ý kiến của các đại biểu điều chỉnh một số câu từ bãi bỏ một phần quyết định số 23 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tư pháp nghiên cứu việc bãi bỏ hai văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét. Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, từ tháng 2 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành hướng dẫn số 04 về việc chấm điểm đánh giá sau mỗi buổi sinh hoạt chi bộ. Không chỉ lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm việc chấm điểm hàng tháng, Đảng ủy xã Đình Dù, huyện Văn Lâm còn có sáng kiến thành lập tổ thẩm định và đánh giá chất lượng sinh hoạt cũng như việc chấm điểm này theo từng tháng thay vì đánh giá cuối năm như trước đây. Buổi sinh hoạt tháng 8 của chi bộ thôn Thị Trung, nhiều vấn đề cụ thể được đem ra bàn bạc thảo luận như quản lý đất đai, giải tỏa vi phạm theo kế hoạch số 93A, xây dựng điểm tập kết rác thải, giám sát việc thi công các tuyến đường giao thông, kết nạp đảng viên mới. Những nội dung này được ban chi ủy chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước nên buổi sinh hoạt diễn ra nhanh gọn, có sự đồng thuận cao. Cuối buổi sinh hoạt, chi bộ tự đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt 90 trên 100 điểm. Sau đó, đồng chí bí thư chi bộ đem phiếu chấm điểm, sổ nghị quyết, hồ sơ liên quan đến trụ sở Đảng ủy xã để nộp cho tổ thẩm định. Sau khi xem xét thảo luận, tổ thẩm định thống nhất kết luận cuộc sinh hoạt của chi bộ thôn Thị Trung đảm bảo chất lượng đạt 89 điểm, giảm 1 điểm so với kết quả tự đánh giá. Công tác lãnh đạo tháng 8 thì các đồng chí đã triển khai một số nội dung như là bám sát vào cái nghị quyết của Đảng ủy. Có một số tồn tại thì các đồng chí chưa nêu rõ cụ thể là về cái giải pháp thực hiện công tác vệ sinh môi trường. Thứ hai là về công tác vi phạm 93 thì về chấm điểm thì cơ bản là các đồng chí trong ban chi ủy đã bám sát vào cái hướng dẫn số 04, tổng là trừ 1 điểm, còn 89 điểm. Tổ thẩm định của xã thì cũng có tháng thì nâng lên và cũng có tháng thì hạ xuống. Đặc biệt thì cái xây dựng nghị quyết của chi ủy thì cũng có những tháng thì các đồng chí cũng tham gia thêm để chúng tôi hoàn thiện hơn. Việc thành lập tổ thẩm định
được Đảng ủy xã Đình Dù triển khai từ tháng 2 năm 2024 với 3 thành viên. Trước hết, việc thẩm định được tiến hành tại 5 chi bộ khối nông thôn theo 4 nội dung về công tác chuẩn bị, các bước sinh hoạt, việc ghi sổ nghị quyết và ghi danh sổ vàng. Mọi nội dung quy trình tổ chức sinh hoạt của chi bộ được cấp ủy cấp trên hậu kiểm, giám sát chặt chẽ nên không thể làm qua loa, làm bẩu, làm tắt. Không ít tồn tại, hạn chế được tổ thẩm định kịp thời chỉ rõ để các chi bộ khắc phục chấn chỉnh ngay trong kỳ sinh hoạt sau. Qua đó, việc đánh giá xếp loại các chi bộ, chi ủy cuối năm cũng thuận lợi, nhanh chóng hơn. Trên cơ sở là nghiên cứu, quán triệt kỹ cái hướng dẫn 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, rồi là quyết định 399, chúng tôi họp Đảng ủy và thống nhất ra nghị quyết xây dựng cái kế hoạch thẩm định hàng tháng để vừa là cầm tay chỉ việc. Cuối năm thì chúng tôi sẽ tập trung là thẩm định cái chế độ sinh hoạt của chi bộ khối chuyên môn, công an, quân sự, rồi là các trường học, y tế. Đây là một cái mô hình mà tôi cho rằng kết quả đã đạt được rất nhiều những cái kỳ vọng, đã tạo được một cái sức mạnh để giúp cho các chi bộ đã có cái động lực và cũng như là có một cái sự chuẩn bị tốt hơn cũng như là kỹ lưỡng hơn trong quá trình triển khai sinh hoạt các chi bộ, và đặc biệt là đã được biến thành cái sức mạnh rất là lớn của Đảng trong cái việc lãnh đạo chỉ đạo đảng viên và nhân dân trong thực hiện các cái nhiệm vụ của địa phương. Đây là một cái sáng kiến rất đáng ghi nhận và rất đáng được lan tỏa trong thời gian tới. Chi bộ Đảng là hạt nhân lãnh đạo trực tiếp toàn diện các vấn đề ở cơ sở. Vì vậy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng là nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Huyện Ân Thi có 6 xã trong diện sắp nhập thành 3 đơn vị xã mới. Hiện tại vẫn chưa có văn bản chỉ đạo liên quan đến việc sắp xếp các trường học tại các xã thuộc diện sắp nhập. Công tác chuẩn bị năm học mới tại các trường học ở 6 xã này vẫn diễn ra theo kế hoạch, không có sự xáo trộn. Tháng 1 năm 2024, trường tiểu học và trường trung học cơ sở Quang Vinh sáp nhập thành một trường liên cấp. Xã Quang Vinh sẽ sáp nhập với xã Tân Phúc thành một xã mới. Những sự thay đổi về sắp xếp đơn vị hành chính này không có nhiều tác động đến hoạt động chuyên môn của nhà trường. Ngoài việc cử giáo viên dự các lớp tập huấn chuyên môn ngay từ đầu tháng 8, Ban giám hiệu nhà trường đã kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất trường học, xây dựng kế hoạch sửa chữa, bổ sung những thiết bị đồ dùng còn thiếu, hỏng hóc. Đồng thời, sắp xếp phân công giáo viên giảng dạy phù hợp với mô hình sáp nhập và khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là ở các bộ môn thể dục, tin học và tiếng Anh. Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã là một chủ trương rất đúng đắn. Các thầy cô hoàn toàn là ủng hộ theo cái chủ trương đó, tập trung nhiệm vụ giảng dạy. Đến thời điểm này, toàn bộ cơ sở vật chất cũng tiếp tục là đảm bảo bước vào năm học mới. Việc sáp nhập hai xã Văn Nhuệ và Đa Lộc thành đơn vị hành chính mới cũng không có nhiều tác động đến công tác chuẩn bị năm học mới. Tại trường trung học cơ sở Đa Lộc, ban giám hiệu thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng nhà đa năng, phấn đấu hoàn thiện trong học kỳ 1 năm học mới. Tại các trường tiểu học Đa Lộc, tiểu học và trung học cơ sở Văn Nhuệ, các hoạt động chuẩn bị năm học mới được thực hiện theo kế hoạch. Trọng tâm tháng 8 là tập huấn chuyên môn, nhất là với các khối lớp 5 và lớp 9. Lần đầu tiên triển khai sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Dù có sáp nhập xã hay là sáp nhập các trường tiểu học, trung học cơ sở với nhau, các thầy cô giáo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy nên sẽ không ảnh hưởng toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên chuẩn bị chu đáo cho năm học mới. Với cái phương châm là năm học mới thì cơ sở vật chất phải tốt nhất và đầy đủ cũng như an toàn nhất để chào đón các em học sinh. Hiện tại vẫn chưa có văn bản chỉ đạo liên quan đến việc sắp xếp các trường học tại các xã thuộc diện sáp nhập. Tuy nhiên, với sự đồng thuận về chủ trương của Đảng và Nhà nước, các nhà trường đều xác định nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là dạy chữ và dạy người cho học sinh. Từ nay đến khi học sinh tự trường, các nhà trường sẽ tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho năm học mới 2024-2025. Những năm qua, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ đã tích cực phân bổ nguồn vốn từ Quỹ vì người nghèo tỉnh, huyện để xây, sửa nhà các hộ nghèo tại địa phương. Từ năm 2022 tới nay, tại xã Đình Cao có 12 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ cải tạo hoặc xây mới. Ngoài ra có 4 hộ nghèo được xây mới nhà vệ sinh, trong đó hộ nghèo được hỗ trợ 80 triệu đồng một hộ, hộ cận nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng một hộ. Tiêu biểu như gia đình ông Bùi Nhật Cửu, bà Phạm Thị Cừ, hiện toàn xã Đình Cao còn gần 120 hộ nghèo, hộ cận nghèo, giảm 20 hộ so với cùng kỳ năm 2022. Cải tạo xây mới nhà cho các hộ nghèo và cận nghèo là động lực giúp các hộ phấn đấu lao động sản xuất nhằm xóa đói giảm nghèo.
Trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đình Cao cũng đã phối hợp với cán bộ lao động thương binh xã hội bình xét các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ xây nhà. Thì đối với cái tiêu chí mà chúng tôi bình xét, trước hết phải là những cái hộ mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phải có đất chính chủ của gia đình mình. Để tạo điều kiện đi lại, lưu thông thuận lợi, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, vừa qua, nhân dân xã Đức Hợp, huyện Kim Động tích cực hiến đất mở rộng nâng cấp đường giao thông. Thực hiện mục tiêu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024, hiện nay xã Đức Hợp đang đầu tư nâng cấp cải tạo 4 tuyến đường trục xã với tổng chiều dài hơn 5 km, tổng kinh phí hơn 60 tỷ đồng. Các tuyến đường trước kia vốn nhỏ hẹp nay được mở rộng thành từ 5 đến 7 mét. Hưởng ứng chương trình này, gần 70 hộ dân hai bên các tuyến đường đã tích cực hiến gần 1.000 mét vuông đất thổ cư. Mỗi hộ đều dịch vào bên trong từ 0,5 đến 2 mét chiều rộng của khổ đất gia đình mình, đồng thời phá dỡ hàng trăm mét đường bao cổng và công trình trên đất để nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Một số gia đình đã nhiệt tình chủ động hiến diện tích từ 30 đến 40 mét vuông như ông Bùi Ngọc Tuyết, ông Trần Văn Vàng ở thôn Đức Ninh, ông Trần Văn Mô ở thôn Đức Trung. Tết Trung Thu đang đến gần, thời điểm này, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh kẹo, đặc biệt là bánh Trung Thu bắt đầu gia tăng. Để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo đơn vị chức năng triển khai biện pháp bảo đảm an toàn phòng ngừa ngộ độc thực phẩm dịp Trung Thu năm 2024. Theo đó, yêu cầu các đơn vị phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai hoạt động thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở, tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh Trung Thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ, kịp thời truy xuất thu hồi các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu có dấu hiệu hình sự, đề nghị chuyển cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, thực hiện quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, quy định điều kiện cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ, yêu cầu về kiến thức thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, quy định về nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, quy định về đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm, sử dụng phẩm màu, hương liệu, phụ gia, bao bì thực phẩm, ghi nhãn sản phẩm. Gần một tháng nay, 7 mẫu nhãn quả của gia đình ông Đỗ Kỳ Nam ở hợp tác xã Nhãn Lồng Phương Thượng, xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên chuẩn bị được thu hoạch, bỗng bị rụng quả hàng loạt, thiệt hại nghiêm trọng đến năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của nhà vườn. Nhãn rụng như trải thảm trên vườn. Số nhãn còn lại trên cây cũng bị sâu đầu, thối hỏng nhiều và vẫn tiếp tục rụng. Do nhãn không còn đảm bảo chất lượng để bán ra thị trường, nên gia đình ông Nam phải thuê nhân công nhanh chóng thu hoạch các chùm quả còn lại để đưa vào làm lòng nhãn. Lúc đầu gia đình nhà tôi là người cánh thợ, ước lượng sản lượng ở trên vườn nhà tôi là khoảng từ 50 đến 80 tấn. Thế nhưng mà đến bây giờ tôi mới thu được có hơn 20 tấn thì vườn nhà tôi gần như là hết nhãn. Thiệt hại như là cái vườn nhà tôi năm nay trả tiền công, tỉa, công bẻ, thuốc sâu, phân đạm. Thì đến giờ phút này tôi khẳng định gia đình nhà tôi là đang bị âm. Vụ nhãn này, gia đình ông Nam thiệt đơn thiệt kép từ 7 mẫu nhãn. Vừa mất sản lượng, vừa không đảm bảo chất lượng, giá bán mất một nửa. Qua kiểm tra của Trạm Bảo vệ Thực vật thành phố Hưng Yên và Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Hưng Yên cho thấy, việc nhãn quả rụng và sâu đồng nhiều chỉ xuất hiện cục bộ tại một số nhà vườn tại địa phương, còn lại đa số các vườn nhãn hợp tác xã nhãn khác trong thành phố vẫn đảm bảo năng suất và chất lượng nhãn quả. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do các nhà vườn này chưa áp dụng đúng nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Người bán hàng tư vấn cho chúng tôi là phun cái này là hết sâu đồng. Ở tại những vườn có tỷ lệ dụng cao này là không theo loại thuốc mà cơ quan chuyên môn khuyến cáo. Cụ thể là cơ quan chuyên môn khuyến cáo để phòng trừ các cái đối tượng sâu đục cũng quả thì chúng tôi khuyến cáo phòng trừ bằng các cái thuốc đặc hiệu là Brevathon, rồi Vitaco. Đối với bệnh sương mai phòng trừ bằng thuốc đặc hiệu bệnh sương mai như là Amista, như là Phytocide. Đây là các thuốc đặc hiệu đối với bệnh sương mai.
các cái vườn nhãn người ta áp dụng được tốt các giải pháp thì mang lại cái hiệu quả rất là tốt và an toàn đối với môi trường. Đây cũng là bài học để các nhà vườn trồng nhãn nói riêng và người nông dân cần thận trọng tuân thủ theo hướng dẫn quy định của cơ quan chức năng, tránh tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chỉ theo thói quen hoặc theo tư vấn của cửa hàng bán thuốc, có thể ảnh hưởng đến chất lượng, thương hiệu nhãn Hưng Yên cũng như gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế cho các nhà vườn. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.